cách ký tên dựa theo bản mệnh phong thủy giúp tài lộc hanh thông, phú quý ùa về. Như đường chỉ tay, tướng đi, nét mặt, chữ ký là một dấu ấn không thể tách rời thể hiện cá tính của chủ nhân. Hơn thế, chữ ký còn được cho là có khả năng thu hút sự thịnh vượng và thành công của một người. Chữ ký của mỗi người là duy nhất và cũng là một trong những cách để nhận diện bất kỳ ai. Bởi trong cách ký tên của mỗi người, nó không chỉ ẩn chứa nét đặc trưng mà còn bao gồm cả tính cách, những mong muốn của người đó. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy cho rằng nếu biết cách ký tên phù hợp theo bản mệnh phong thủy còn giúp tài lộc hanh thông, phú quý ùa về. Sau đây là một số bí quyết từ các chuyên gia phong thủy, bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Cách ký tên theo mệnh. Chữ ký cho người mệnh kim. Theo phong thủy, chữ ký người mệnh kim nên có hình tròn làm chủ đạo, có hình tương tự vòng tròn và các nét nên uốn lượn tròn, kỹ nhất là với các đường gấp khúc, sắc nhọn. Chữ ký đơn giản, khá tròn trịa của Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft. Ông sinh năm 1955, mệnh kim, khá đúng với nguyên tắc nêu trên khi chữ ký có ký tự gần như những hình tròn. Chữ ký cho người mệnh mộc. Theo nghiên cứu, những người mệnh mộc kỳ với hình tròn và sắc nhọn. Vì thế, để tăng sự may mắn, các nét trong chữ ký nên cao, rộng, chữ ký dài, thoáng. Chữ ký cho người mệnh thủy. Theo phong thủy, chữ ký cho người mệnh thủy cần có hình lượn sóng, hình tròn hoặc hình bán nguyệt, đặc biệt kỳ với các loại hình vuông góc. Tổng thống Mỹ thứ 45, ông Donald Trump là hình mẫu điển hình cho chữ ký phong thủy của người mệnh thủy. Chữ ký cho người mệnh hỏa. Theo quan niệm, người mệnh hỏa cần sử dụng nhiều nét nhọn, sắc, không theo quy tắc cụ thể, kỳ với hình bán nguyệt và lượn sóng. Chủ tịch tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, sinh năm 1956, thuộc mệnh hỏa. Chữ ký của vị chủ tịch FPT được đánh giá là hợp phong thủy khi cũng có nhiều nét nhọn và không theo quy tắc. Chữ ký cho người mệnh thổ. Người mệnh thổ chữ ký hợp nhất là có hình chữ nhật hoặc nằm dài hoặc hình vuông. Chữ cần có tư thế ổn định, chắc chắn, kỳ với hình chữ nhật đứng cao. Chữ ký cầu kỳ, đẹp mắt của Tổng thống Barack Obama, Tổng thống thứ 45 của quốc gia này. Ông sinh năm 1961, là người mệnh thổ. Chữ ký của ông tương đối hợp với nguyên tắc khi các chữ cái đều rất chắc chắn, rõ ràng. Ngoài ra, theo ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy, để có được chữ ký tốt thì nét ký đầu tiên lẫn nét kết thúc của bạn theo hướng đi lên. Điều này mang ý nghĩa cho sự khởi đầu và một kết thúc tốt đẹp, thành công. Bên cạnh đó, còn mang lại sự thịnh vượng cho chủ nhân và nhìn chữ ký cũng khá ưng mắt. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, ông cũng là tỷ phú Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Ông sinh năm 1968, là người mệnh thổ. Chữ ký của ông thường liền mạch và hướng đi lên. Đường gạch dưới chữ ký. Đường gạch dưới chữ ký cũng được xem là một bộ phận của chữ ký, cũng phải có hướng đi lên. Nếu chữ ký của bạn không kết thúc bằng nét hướng lên, thì có thể thêm nét gạch dưới vững chắc theo chiều tiến lên để may mắn, tài lộc. Những quan niệm khác về một chữ ký tốt. Nhiều người tin rằng chữ ký của mỗi người cần thay đổi khi trong cuộc sống của họ vấp phải nhiều khó khăn liên tục. Và điều đặc biệt, khi chọn chữ ký, cần lưu ý một số điều sau đây để có một chữ ký phong thủy hợp mệnh, mang lại may mắn. Số nét chữ ký được tiết giảm tối đa. Theo phong thủy, chữ ký là biểu tượng của bản thân. Vì vậy, không phải đưa tất cả những ký tự có trong hóa tên vào chữ ký của mình, và cũng không nhất thiết là chữ ký đó nhìn dễ hiểu và đọc ra ngay được tên. Chỉ cần nét ít nhưng có điểm nhấn đặc biệt thì thể hiện chủ nhân là người tài tình, thực tế và rất dễ thành công trong cuộc sống. Đường nét trong chữ ký cân đối, liền mạch, thanh thoát, sắc sảo. Một chữ ký tốt là một chữ ký liền mạch, không đứt đoạn, thanh thoát. Điều này cho biết được chủ nhân là người vừa có tâm và vừa có trí, và cũng thể hiện rằng họ là người tự tin, làm việc chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ, hạn chế có những sai sót, xử lý tình huống tốt. Chữ ký phải đi tới và hướng lên trên. Theo một số chuyên gia phong thủy, chữ ký kiểu này thể hiện bạn là người có cá tính, tham vọng và không dễ chùn bước. Cũng giống như ngoài đời thực, một người luôn có ý chí, luôn tiến lên về phía trước, dù cuộc sống có thăng trầm, có vùi dập thì họ vẫn không chùn bước.
Bất kỳ ai cũng có một chữ ký cho riêng mình, nó có thể được ví như dấu ấn cá nhân. Ngoài giá trị pháp lý trong các văn bản, chữ ký cũng có thể bật mí rất nhiều điều thú vị về bản thân nữa đấy. Bên cạnh đó, sở hữu chữ ký mang phong thủy tốt cũng có thể mang lại may mắn, thành công cho bạn. Ngại gì không tham khảo ngay thôi.